Tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực ở tuổi 24. Tôi cố chạy theo dòng thời gian vì có nỗi sợ sẽ bị bỏ lại phía sau. Tại sao tôi không có được những thứ người khác đang có? Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn xem video này. Mình là Hạnh, hiện đang sống ở Hành Lang. Và Hạnh đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: điều gì có thể khiến cuộc sống mình trở nên ý nghĩa hơn? Hạnh rất may mắn khi vũ trụ mang mình đến gặp đúng người. Họ đã chia sẻ những thông điệp giúp Hạnh hiểu hơn về cuộc sống và con người bên trong mình. Hôm nay Hạnh muốn chia sẻ với bạn một trong những người mà Hạnh xem như là người thầy của mình. Giáo sư Phan Văn Trường. Thầy từng là cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế và thầy cũng là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán. Hạnh rất thích đọc sách của thầy viết về những câu chuyện đời thật, trải nghiệm của chính thầy. Một trong những cuốn sách Hạnh đang say mê đọc là Bạn có thể tìm đọc ở Phonus nha, Hạnh sẽ để đường link ở bên dưới. Hơn 70 năm sống làm việc và trải nghiệm, thầy đúc kết lại trong một lời chúc một thông điệp vô cùng ngắn gọn và nhiều ý nghĩa. Đọc xong Hạnh cảm thấy như được đánh thức. Hạnh xem đây là hành trang quý giá cho hành trình sắp tới của mình. Lời chúc thực tế của thầy Phan Văn Trường: số đông trong chúng ta hiện nay đang dần đánh mất đi tuổi trẻ và ý nghĩa của cuộc sống vì đang vội vã chạy theo đồng tiền và địa vị. Những thứ đó cũng quan trọng, nhưng theo thầy, chúng ta nên ý thức tự tay mình xây nên giá trị. Những giá trị này mới giúp cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Cụ thể lời khuyên của thầy dành cho chúng ta: bạn hãy sống đúng với tuổi của mình. Bạn làm những việc tạo nên giá trị cho cả những người xung quanh. Bạn nên tự lập, tự quản và luôn thực hiện hai việc vô cùng quan trọng: sử dụng tất cả dụng cụ mà vũ trụ trao tặng sẵn cho bạn là tay, chân, mắt, não bộ và nhiều thứ khác đang sở hữu. Điều thứ hai là chúng ta phải không ngừng tự học. Mà tự học như thế nào đây? Thầy khuyên bạn nên học từ sách của những tác giả đã thực sự làm được điều họ nói. Hãy chọn cho mình một hoặc hai mentors, người dẫn đường nhiều kinh nghiệm. Và phần chính của việc tự học là hãy tự mình trả lời một câu hỏi, đó là câu hỏi tại sao. Chính bản thân Hạnh cũng luôn đặt cho mình câu hỏi. Hạnh còn trẻ và bắt đầu sự nghiệp, tự chủ được về tài chính từ rất sớm. Nhưng tại sao mình không thể tìm thấy giá trị từ chính công việc đang nuôi sống mình? Tại sao Hạnh đang có cuộc sống ổn định mà cảm xúc trong tâm hồn mình vẫn nổi những cơn sóng buồn chán, bất an? Tại sao mình nhận ra đã đến lúc mình cần thay đổi nhưng bản thân lại không dám thay đổi? Hạnh bắt đầu băn khoăn, mình có đang thực sự sống đúng với độ tuổi của mình hay không? Và nếu Hạnh muốn thay đổi thì Hạnh phải bắt đầu từ đâu? Lời khuyên của thầy Trường hôm nay đã đến với Hạnh đúng lúc Hạnh đang đặt ra cho mình biết bao nhiêu câu hỏi tại sao trong đầu. Lời khuyên ấy khiến mình hạnh phúc nhận ra một giá trị đang ẩn sẵn trong mình mà chính mình không biết. Đó là thực ra Hạnh đã bắt đầu quá trình tự học từ chính những câu hỏi tại sao như vậy.